Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình hôm nay, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về cảnh sát quốc gia do Thanh Trúc thực hiện với ông Nguyễn Văn Toàn. Chương trình được phát vào tối thứ ba trong tháng 4 và sau đây là phần 3 của cuộc phỏng vấn. Thưa ông, người ta nói rằng là người đi cảnh sát đó, người mà gia nhập cảnh sát là gần như là đang tìm kiếm một cái sự ưu đãi trong thời chiến, bởi vì được ở gần nhà chẳng hạn, không phải đi ra xa, không phải đi ra ngoài những cái mặt trận xa xôi, vùng bốn vùng chiến thuật chẳng hạn. Ông nghĩ như thế nào? Thì cũng có một số nhỏ thì muốn là mình tôi tạm gọi là bảo là lấy chữ thọ, nghĩa là vào cảnh sát để được an nhàn thụ hưởng, hay là một cách khác là không phải ra chiến trường, nhưng mà hoàn toàn là sai. Là vì người cảnh sát, như lúc đầu tôi nói với cô đó, thiên hình vạn trạng. Đối phương địch thủ mình không thấy mặt, không biết. Đó. Ngoài cái chuyện đối đầu với lại thành phần bất hảo trong xã hội, duy trì bài trừ này kia nọ, thì cái đối đầu đầu tiên hết đối với cộng sản rất là nặng nề. Không hiểu rằng những anh em mà gọi là phân chi, như tôi đề cập với cô đó, ở một cái phân chi rất là hẻo lánh, chỉ có một người trưởng cuộc và hai nhân viên mà phụ trách một cái xã như vậy. Chúng tôi bị đặt vào cái tình trạng, thí dụ như bên Mỹ này, người ta tân tiến, một người cảnh sát phụ trách bao nhiêu dân, thì chúng tôi ba người cảnh sát phụ trách cả Mỹ, mấy chục ngàn dân, có thể là 10.000 dân ở một cái xã. Như tỉnh Bình Định, nó có 10 quận, mà cái tỉnh đã được kể lớn nhất Việt Nam Cộng Hòa là 1 triệu dân. Thế thì vào trong xã mà chúng tôi có bao nhiêu viên, mà chúng tôi phải lo nào an ninh trật tự xã hội ở trong đó, thì có phải là chúng tôi một mà đối đầu với cả 100. Thành ra nói rằng vào cảnh sát để tìm chữ thọ là không đúng. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thế này, khi tôi chấp nhận vào cái ngành nghề này á, thì tôi phải cố gắng, tôi phải tiến thủ bằng mọi cách, học hành về chuyên môn. Thì thưa cô, về sau này ngành cảnh sát đó được bành trướng là có trường lớp, có những trung tâm huấn luyện, cảnh sát căn bản là thấp nhất, cảnh sát trung cấp là đào tạo những người đi làm trưởng chi, rồi đến lúc mà cảnh sát cao cấp thì được gửi đi nước ngoài để mà học chuyên môn. Đó, thì đến cái lúc mà tôi xác nhận với cô là khi mà chúng tôi tan hàng đó, thì là bị được là dân số lên 135.000 người, mà cái vị chỉ huy cuối cùng của chúng tôi là Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình đó, thì ông lúc nào cũng đề cao ngành cảnh sát và thấu quán triệt nhất, và ông tự nhận là mình là cái người mà có cái vinh hạnh là đưa cái ngành cảnh sát nó lên tới cái mức độ lớn như vậy, làm thay đổi cái bộ mặt của ngành cảnh sát, thay đổi hoàn toàn cái bộ mặt cảnh sát. Thưa ông Nguyễn Văn Toàn, thế thì đến lúc nào thì cảnh sát giã chiến được thành lập và họ có được trang bị vũ khí nhiều hơn hay không? Và ngoài cảnh sát giả chiến ra đó, thì chúng tôi còn có nghe đến gọi là gian cảnh nữa. Tức là không, nếu mà không để ý thì không biết là cái ngành cảnh sát nó rộng đến như thế. Vâng. Cảm ơn cô hỏi câu hỏi này. Thì cái giai đoạn mà phát triển cảnh sát, để song song với chuyện phát triển cảnh sát đó, thì chúng tôi thành lập ngành cảnh sát, chúng tôi đã thành lập được hai cái ngành chuyên biệt nữa, là cảnh sát giã chiến. Thì lúc bây giờ... Thưa năm nào ạ? Năm 1965. Dạ. Rồi chúng tôi bành trướng theo sông ngòi. Nhưng mà trang bị vũ khí thì chắc có lẽ hơn chứ ạ? Ồ dạ. Đã có vẻ là giã chiến. Nó mà. Nói đúng ra thì năm 65 thì trang bị vũ khí cho cảnh sát giã chiến đó. Thì nhân lực đó, thì khoảng thành lập được một cái biệt đoàn, lấy danh là biệt đoàn 222. Dạ. Đóng tại Phú Thọ ở Sài Gòn. Thì trang bị vũ khí lúc bây giờ thì có phần mạnh một chút rồi.
là chúng tôi đã có AR-15. Về thiết giáp thì chúng tôi cũng chỉ có những cái thiết giáp nhẹ chạy bằng bánh cao su mà người ta gọi là V-100. Thì rồi truyền tin thì chúng tôi cũng có những cái truyền tin, máy truyền tin giống như quân đội. Hầu như là đó là cái đơn vị bắt đầu gọi là đơn vị chiến đấu của cảnh sát quốc gia. Thì họ mặc những bộ đồ bông nâu, bông đất đó, giống như của thủy chiến hay là biệt đội quân. Đó là tôi nói hình thái của người cảnh sát giả chiến. Dưới sông ngòi thì thí dụ giờ tôi đơn cử một cái cụ thể là nó nằm ở cái headquarter, nó nằm ở cái bộ của bộ chỉ huy chính đó, là nằm ở dưới dòng ủng tố, thì chúng tôi gọi là giang cảnh. Thì chúng tôi có những tàu bè nhỏ đi trong sông ngòi để mà ngăn ngừa những sự xâm nhập của cộng sản. Thí dụ vùng duyên hải thì chúng tôi mới có giang cảnh, còn ví dụ cao nguyên Đà Lạt thì chúng tôi không có. Thì chúng tôi cũng tạo được những thành tích là phụ thuộc với anh em hải quân bắt những cái việc mà xâm nhập từ ngoài Bắc vào, như tại Vũng Rô, tại Bến Tre, vân vân. Thưa, họ xâm nhập bằng đường thủy. Thì chúng tôi dùng giang cảnh phối hợp với lại lực lượng chính là lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Đó thì là từ đó ngành cảnh sát chúng tôi coi như cũng có thiếu có máy bay, là chúng tôi bắt đầu cố vấn Mỹ muốn là chúng tôi ở mỗi tỉnh sẽ có máy bay, nhưng mà công việc đó không thực hiện kịp. Dạ thưa, có khi nào trong ngành cảnh sát cũng đào tạo những cái nhân viên gọi là như Thanh Trúc nói, cũng như là phản gián chẳng hạn, hay là nhân viên gọi là có cái nghiệp vụ như là gián điệp chẳng hạn, rồi đưa đi ngoại quốc học, nhưng mà khi họ trở về đó họ không ra mặt, giống như là một phần đó nó là thầm lặng ở trong cái lực lượng cảnh sát, thưa ông? Dạ có chứ. Cái việc đó thì hầu như là về sau đây chúng tôi gọi là ép đặc biệt, thì gọi là chuyên ngành rõ ràng, là bởi vì cái đó là tất cả những cái gì điều hành này kia nọ đó, họ có một cái khối riêng gọi là khối cảnh sát đặc biệt. Rồi ngoài ra chúng tôi có một cái ghi nhận mà hồi nãy giờ nếu không nói ra thì thiếu sót, là chúng tôi có cái biệt đoàn Thiên Nga, là các phụ nữ gia nhập. Và lúc đó khóa 1 thì họ cũng đòi hỏi là phải có tú tài 2. Thì hiện bây giờ những người còn hiện tại ở California là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy. Thì chỉ là bây giờ đương sinh sống ở California. Thì cái biệt đoàn đó là làm những cái công việc mà cô vừa mới đề cập. Thì họ trà trộn, họ làm như là buôn thúng bán bưng, họ làm như là những người nội trợ hay là những người thương trên thương trường, rồi xâm nhập vào những cái chỗ mà cơ sở làm việc này kia nọ đó, họ gọi là Thiên Nga. Biệt đoàn Thiên Nga được gọi là những bóng hồng trong ngành cảnh sát. Đúng rồi. Thầm lặng. Dạ vâng. Hoạt động âm thầm liên tục, nhưng họ rất là biết bắn súng, họ biết cầm súng, họ biết bắn súng, họ biết chiến đấu, và họ cung cấp những cái tin tức mà ở trong gọi là trong cái kia nó liên quan tới phía bên kia và phía bên địch đó, mà nó trà trộn vào trong quần chúng đó, đến cho ngành, đến cho bên cấp chỉ huy. Và đây là những cái một cái nét đặc biệt nữa của ngành cảnh sát, là thưa quý vị, biệt đoàn Thiên Nga. Mà như ông Nguyễn Văn Toàn nói là hiện bây giờ đó là bà Thanh Thủy vẫn còn sống đó, mà Thanh Trúc còn được biết là còn có nhiều bóng hồng nữa mà họ thầm lặng, họ không nói. Sau 1975, 30 tháng 4 1975, khi cộng sản dồn tất cả những quân nhân cán chính đi vào trong tù cải tạo đó, họ nói là cải tạo đó, thì là một số người trong biệt đoàn Thiên Nga cũng phải đi và cũng có người chết. Đúng rồi, đúng như vậy. Và những người, có một vài người cũng đã mất ở trong lao tù. Dạ vâng, và đó là những người đẹp nữa. Dạ vâng. Dạ, những người đẹp nữa, thưa quý vị, mình cũng ngậm ngùi và nét đặc thù tưởng tiếc cho những cái bóng hồng của biệt đoàn Thiên Nga trong ngành cảnh sát.
Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng xin mời quý vị tiếp tục đón xem phỏng vấn đặc biệt ông Nguyễn Văn Toàn vào thứ ba tuần tới trên SBTN vào lúc 8 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.